Chào anh em, hôm nay quay trở lại với kênh Hiếu Bio Cụ Thái. Thì trên phòng tay mình đây là một cặp chim mới nhập về từ Sóc Trăng. Thì hôm nay mình khui thùng cho anh em xem ha. Đây, mới nhập về đây, mới đi nhận con mã số đây. Thì con này là gửi đi hai bữa mới tới. Nói chung là sức khỏe con này cũng tốt. Thì hiện tại là ở dưới người ta chim vẫn còn sống khỏe mạnh hết. Lông lá đẹp. Bây giờ mình tiến hành khui cho anh em xem ha. Sức khỏe tốt, con này được xếp hồ sức khỏe tốt. Xe đi 2 ngày mới tới. À, bên mình á, mà giờ bảo tồn cho anh em á, chuyển đi á, và bên mình là bao sống nha, 100% chim tới tay của anh em là phải sống 100%. Nếu trường hợp chim không qua khỏi thì chúng ta bên em có trách nhiệm hoàn tiền lại nha. Đó là những con chim lớn, còn chim con bên em không có trách nhiệm bảo hành bất cứ một cái hình thức nào. Chim con mà chưa biết ăn là càng không bảo hành, anh em nào mua xa thì phải chấp nhận. Còn những con chim lớn to bên em bảo hành. Đây, bắt ra trước một cặp lông rồng mang mã số A16. Cặp này sẽ được vào chuồng A16 nha anh em. Đây, cặp lông rồng, lông lá đuôi đẹp, xòe hết bản. Cặp này là đi 2 ngày mới tới, mà mắt vàng, bự, mập, sức khỏe tốt, khá tốt. Thì cặp này mang mã số A16. Thì mình sẽ bỏ vào trong chuồng A16 cho anh em xem. Khá đẹp đấy. Vân rồng đen, anh em thấy rõ không? Vân rồng đen nè, lông lá đẹp, bóng lưỡng, mướt mát, sạch sẽ. Thì đi 2 ngày nhưng mà không xi nhê gì đâu. Bên mình anh em nhớ là khi chuyển chi cho mình lưu ý một điều á, là phải nhớ bỏ nước, bỏ hũ vào trong đây để cho chim đi không được có một con bất cứ một trở ngại gì hết. Thì clip khi nào mình rảnh thì mình sẽ làm cái clip để hướng dẫn anh em đóng một cái thùng chim đi như thế nào trong vòng, mình dám cam kết 72 tiếng đồng hồ là con chim không ăn nhầm gì, hoặc là có thể 4 ngày liên tục, 4 đến 5 ngày. Thường thường là những con chim cu này thì nó khỏe mạnh nè, chứ còn những dòng khác như trầu màu, chích chè lửa mà anh em đấu đi chừng 2 ngày mà không có nước là xong, là đứt bóng, tới người nhận là dứt khoát bao bữa sau là chết. Mà dòng cu này thì nó an toàn hơn. Dòng cu này thì cái sức chịu đựng của nó, muốn một con chim mà đi đứt á là phải tầm 3 bữa liên tục, 4 bữa, 3 đến 4 bữa liên tục không ăn uống thì nó mới chết. Thì mình trong YouTube thì người ta cấm kỵ nói những cái từ đó không hay, nên mình sẽ nói từ khác anh em ha, anh em thông cảm. Đây, thì cặp này là đang ra vân rồng đen này, đang từ bụng này xuống này, anh em thấy chưa? Lòng lá đẹp, mướt rượt, bóng lưỡng, một cặp. Chim này là được 4 tháng rưỡi, gần 5 tháng. Thì mình trại Sóc Trăng đưa lên. Nói chung là anh em Sóc Trăng rất nhiệt tình. Hàng mình nhận của anh em Sóc Trăng là nhận chim trước, kiểm tra xong mới chuyển khoản lại cho anh em Sóc Trăng. Mình rất cảm ơn anh em ha, đã tin tưởng. Và ngoài ra thì bên mình cũng cần anh em giao lưu, mình cũng nhập hàng về. Hiện tại là mình đang cần những con chim trống tuyển, hàng đập máy tốt, gái gù, cu khách, bún gù. Anh em nào có hàng kết nối Zalo với mình 0976 5678 34. Em tên Trần Hiếu. Thì anh em cứ gửi clip và báo cụ thể tình hình như thế nào, rồi em nhập em sẽ báo lại. Ngoài ra em có thể giao lưu với anh em ha. Anh em nào mà uy tín thì mình có thể nhập nhiều, tất cả anh em toàn vùng miền luôn. Tại vì hiện tại là rất nhiều anh em đặt chim mình rồi, cơ bản là uy tín là chính thôi, chứ còn như rất là nhiều chỗ mà cho anh em để lựa chọn. Thì mình làm hàng cũng vậy, mình làm những chim đẹp, lông lá mướt, bóng lưỡng như con này là khá ok đấy. Mắt vàng, cổ lên cườm trắng,
Nguyên dành đây là hồng, hồng phấn nhạt. Vân rồng đen, đúng bài bản, một con vân rồng đen. Hàng vân rồng đen này về thì đa số là không bị trở tay. Nói chung là anh em nào mà lên hàng á thì anh em nên chốt sớm, chuyển khoản sớm hơn. Chứ tại hàng mình đi mình không có báo trước được nữa. Bây giờ là mình anh nhiều anh em mình lên clip là rất nhiều anh em gọi liên tục, mình không còn nhớ anh em nào nữa. Nên anh em nào chưa bảo toàn được thì liên hệ lại mình. Đây, mã số 16 cho vào 500 cốc. Quá đẹp. Một con tình nghi. Quá đẹp nha anh em. Lòng lá mướt đầm sạch sẽ. Đây, hỗ trợ của bóng đèn xuống dưới để cho mình dễ làm việc. Nói chung là hàng mình đóng đây là toàn hàng bộ chim tuyển chọn không. Thì hàng mã số 16 tiếp tục con thứ hai. Con máy là 90% trống rồi đấy. Mình máy đẹp bự. Đây. Tiếp tục con thứ hai. Con này thì 9 phần nữa anh em. Bộ đuôi trắng tinh. Nói chung là mình khoái nhất cho em này, cặp này là có bộ đuôi đẹp nè. Lông lá không hư cặp nào hết. Đúng trên trại Sóc Trăng. Báo xuống giao lưu thử anh em một cặp chim để anh em xem. Hàng này thì một cha một mẹ đã ra, nhưng mà bên mình bảo tồn không có trách nhiệm, bao trống mới. Khi hàng đi là bên mình không còn trách nhiệm nữa. Hàng chim con mình không bao nha anh em nghe lắng nghe rõ, không bao trách, không có trách nhiệm bao cái cặp chim này. Thì trước khi mình chuyển đi là cái clip này là một trong những cái minh chứng và cái chứng minh để mà nếu mình làm sai thì mình chịu hoàn toàn trách nhiệm. Mình chỉ đảm bảo là chim không tặc lỗi, mắt mũi không đuôi mù. Nè, như cặp này là mắt vàng, hai con đều mắt vàng hết, đúng chim. Con này á là bông từ trên đầu xuống nè, vảy rồng nó từ đầu xuống nè. Thì trước đó là đã có một cái clip là mình làm là con chim vảy rồng, coi vảy rồng con rồng con từ đầu đến cuối. Con này nó giống con đó nè, mà con này đẹp hơn, lông lá mướt bóng lưỡng, đi không có sức mẻ một cọng lông nữa, rất đẹp. Con này được cái bộ ngực nè anh em, bộ ngực của nó nè, nguyên một vảy rồng, đúng hàng chất vảy rồng. Nói chung là cái hàng này mình về bao nhiêu là không đóng đi cho anh em không kịp. Thì anh em nào cần bảo tồn mã số A16 nha anh em, A16 ship toàn quốc. Quý vị cần bảo tồn là 1,5 cũ, 1,5 chai, hàng đẹp long lanh, cặp này đã được 5 tháng tuổi, rất đẹp bài bản. Con này có khả năng con mái nè, nguyên cổ trắng nè, thấy không? Đầu vân lên đầu luôn, cườm đang nổ trắng luôn, và nguyên bộ này là đang nổ trắng nè, đang trắng đốm đốm nè, và tiếp theo là hồng nhạt vàng nhạt đó, dạng như nó xám nhạt đó. Hồng nhạt là đúng nhất. Xin lỗi anh em, hồng nhạt là đúng nhất. Kiểm tra sức khỏe, cặp này là sức sống mãnh liệt, đi 2 ngày không ăn không uống trong thùng. Đây. Từ ngày 3 tháng 12 mà tới nay trưa ngày 5 mới nhận được. Không biết tin tức như thế nào mà đi từ Sóc Trăng lên thôi. Cũng rất là lo lắng, tại vì một khi mà nó có mệnh hệ gì là anh em cũng rất là buồn. Nhưng mà không sao, mình đảm bảo cặp này là hoàn toàn khỏe mạnh, chất lượng. Rồi, mình xin phép bỏ vào đây ha, còn quay cận cảnh cho anh em xem nha. Quá đẹp, vô cho em nó ăn uống, tắm rửa, sạch sẽ. Vô đây,